Hi, xin chào các em, chào mừng các em trở lại với kênh YouTube Toán Thầy Tiến BMT. Thì chúng ta cùng tiếp nối cái series làm chủ chương trình sách giáo khoa Toán 9 bộ cánh diều. Chúng ta cùng tiếp tục cái bài 1 là phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn. Tiết số 4, bài 2 phần luyện tập nhé, là giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu. Rồi chúng ta có phương trình đầu tiên. Các bước làm thì luôn luôn có điều kiện xác định nhé. Rồi để đối với bạn nào quên thì thầy để lại công thức nằm ngay đây nha các em. Rồi tìm điều kiện xác định của phương trình thì ta có là điều kiện xác định là các điều kiện của ẩn để biểu mẫu khác không đó nha các em. Điều kiện xác định là ta có cái này mẫu khác không là x khác không này, 3 nhân x cộng 2 khác không chính là x cộng 2 khác không thì là x khác trừ 2 nhé. Chúng ta dùng chữ và nhé, hoặc là dùng dấu phẩy đó. Rồi đến cái bước quy đồng. Quy đồng mẫu thức thì ta có là các em nếu mà kỹ thì các em có thể chép lại cái đề nhé. Còn không ở đây thầy hướng dẫn các em cách làm thôi. Là mẫu chung ta thấy là 3 nhân với x nhân với x cộng 2. Vậy cái này nó cả tự lần mẫu nó thiếu 3 nhân x cộng 2. Vậy thì ta nhân cả tự lần mẫu cho 3 nhân x cộng 2 nhé. Rồi tiếp tục bằng 5, ta thấy thiếu ít thì ta nhân cả tự lần mẫu cho ít. Rồi gói mẫu chung rồi, vậy ta bỏ mẫu đi, khử mẫu, chính là còn lại là 3 nhân x cộng 2 nó sẽ bằng 5x. Vậy ta nhân vào chính là ra 3x cộng 6 bằng 5x. Rồi ta giải ra chính là 6 nó sẽ bằng 2x. Vậy là chia cả hai vế cho 2x bằng 3 nhé. Rồi, x bằng 3 thì ta ghi là thỏa mãn điều kiện. Rồi, nhớ có bước kết luận nghiệm nha các em. Đầy đủ 4 bước nhé. Vậy, nghiệm của phương trình là x bằng 3. Đó, thì thầy hướng dẫn cho các em một bước vô hình đó nữa là luôn luôn là cái bước thử lại. Thì bấm là 1 phần x. Cứ là bấm vế trái trừ vế phải cho thầy nha. Bấm 5 phần 3 nhân tất cả nhân với x cộng 2. Rồi bấm CLC. Thay x bằng 3 vào, bắt buộc nó phải bằng 0 nhé. Rồi chứng tỏ chúng ta làm đúng rồi đấy các em. Rồi tiếp tục chúng ta đến với câu B. Ta có câu B. Điều kiện xác định. Rồi ta có điều kiện xác định chính là cái mẫu khác không, chính là 2x trừ 1 khác không. Ta giải ra là x khác 1 phần 2. Các em mấy cái bước đó chúng ta làm ngoài giấy nháp đi nhé. Và 2x cộng 5 khác không thì x khác trừ 5 phần 2. Rồi đến cái bước quy đồng cho các em. Bước quy đồng đó thầy nói rồi, nếu mà các em kỹ thì các em nên viết lại thêm cái đề. Được chứ nào? Nó như thế này. Đấy, mình nên viết lại thêm cái đề. Xong rồi mình mới đến cái bước quy đồng. Ta thấy cái mẫu chung chính là 2x trừ 1 nhân 2x cộng 5. Vậy thì cái phân thức thứ nhất ta nhân cả tự lần mẫu cho 2x cộng 5 nhé. Ta nhân cả tự lần mẫu cho 2x cộng 5. Rồi phân thức thứ hai bên mẫu bên phải thì ta thấy là nó thiếu lượng là 2x trừ 1. Vậy thì ta nhân cả tự lần mẫu cho 2x trừ 1. Lúc này nó có mẫu chung rồi thì chúng ta đến cái bước khử mẫu. Thì bỏ hết các cái mẫu đi. Rồi chúng ta nhân vào chính là 2x bình nè cộng 5x nó sẽ bằng 2x bình trừ x trừ 4x cộng 2. Vậy ta có 2x bình ở hai vế nó giống nhau thì ta bỏ đi nhé. Rồi chỗ này là trừ 5x nè, chuyển qua vế phải là thành 10x nó sẽ bằng 2. Vậy ta giải ra x nó sẽ bằng 2 phần 10.
2 phần 10 chính là bằng 1 phần 5 nhé. Thì ta chất lại với điều kiện này, thì ta ghi là thỏa mãn điều kiện xác định. Luôn luôn có câu kết luận nghiệm nha các em. Ta có là vậy tập nghiệm của phương trình là, chỗ này tập nghiệm của phương trình là x bằng 1 phần 5. Tập nghiệm của phương trình là x bằng 1 phần 5. Rồi, đến cái bước số 5. Cái này ta gọi là bước số 5 đấy. Là cái bước thử lại nha các em. Rồi bấm vế trái trừ vế phải cho thầy. Là x phần 2x trừ cho 1 trừ cho x trừ 2 phần 2x cộng 5. Rồi bấm CLC tại 1 phần 5 nhé. Rồi ta bấm bằng. Rồi nó ra bằng 0. Vậy chứng tỏ vế trái bằng vế phải. Vậy là x bằng 1 phần 5 chính là nghiệm của phương trình này. Rồi chúng ta tiếp tục đến với câu C. Là x khác 2 nhé các em. Là mẫu khác 0 đấy. Rồi chúng ta quy đồng luôn nhé. Thì chỗ này là 5x nè. Giữ nguyên cái đầu tiên. Rồi bằng 7 thì chính là 7 phần 1 đấy. Ta nhân cả tử lần mẫu cho x trừ 2. Rồi cộng cho 10 phần x trừ 2. Rồi đến cái bước tiếp theo là bước khử mẫu. Thì ta có là 5x. Nó sẽ bằng 7 nhân x cộng x trừ 2 cộng 10. Rồi ta có là 5x bằng 7x trừ 14 cộng 10. Rồi. Vậy ta chuyển x qua vế phải đi. Thì là 7x trừ cho 5x là bằng 2x này. Chỗ này là trừ 14 trừ cộng 10 chính là trừ 4. Chuyển qua vế trái là thành 4. Vậy suy ra là x bằng 2 nhé. Rồi, x bằng 2 thì ta ghi là không thỏa điều kiện xác định. Từ đó ta suy ra là vậy phương trình vô nghiệm nhé. Vậy phương trình đã cho vô nghiệm đấy các em. Rồi, tiếp tục. Chúng ta đến với câu D là câu cuối cùng trong cái ví dụ số 2 hay cái bài số 2 ở phần luyện tập nhé. Rồi. Tương tự chúng ta có điều kiện xác định. Ta có điều kiện xác định là điều kiện của ẩn để mẫu khác không. Ở đây ta có là x khác không thôi. Rồi chúng ta quy đồng đi. Ta thấy mẫu chung chính là có x và 2 thì mẫu chung chính là 2x. Vậy phân thức thứ nhất ta nhân cả tử lần mẫu cho 2 nhé. Cái này x thì chính là x phần 1. Vậy ta nhân cả tử lần mẫu cho 2x nhé. Rồi còn cái phân số cuối cùng là ta nhân cả tử lần mẫu cho x. Rồi đến cái bước khử mẫu nhé các em. Dấu thì chúng ta viết lại. Ta dấu cộng. Rồi chúng ta nhân vào là 2x bình này trừ 12. Chỗ này là bằng 2x bình cộng cho 3x. Rồi 2x bình, 2x bình 2 vế rút gọn đi nhé. Vậy còn lại là 3x bằng trừ 12. Vậy ta có là x bằng trừ 12 chia 3 là trừ 4 nhé. Trừ 4 thì ta có là thỏa mãn điều kiện xác định. Ta có thỏa mãn điều kiện xác định rồi thì mình kết luận là vậy nghiệm của phương trình là x bằng trừ 4 nha các em. Rồi, luôn luôn là các bước thử lại nha các em. Luôn luôn là các bước thử lại. Các em hãy tập cái thói quen đó cho thầy nhé. Nó rất là tốt. Thì đi thi thì chúng ta sẽ tránh hạn chế bị sai những cái lỗi ngớ ngẩn đó. Trừ cho vế phải là x cộng 3 phần 2 nè. Đóng ngoặc. Xong bấm CLC cho x bằng trừ 4 nhé. Chúng ta bấm bằng. Vậy nó bằng 0. Vậy x bằng trừ 4 chính là nghiệm của phương trình D đó nha các em. Rồi. Chúng ta đến với bài 3 phần luyện tập. Bài 3 là một bài toán thực tế liên quan tới vận tốc quãng đường thời gian. Thì các em lưu ý là đối với cái bài toán mà cano xuôi dòng và cano ngược dòng thì các em phải có vận tốc xuôi dòng.
xuôi theo dòng nước thì nó chúng ta quy ước là nó trong điều kiện lý tưởng luôn nhé, thì vận tốc xuôi dòng thì bằng vận tốc của cano, là vận tốc thực của cano cộng với vận tốc nước nhé. Còn vận tốc ngược dòng thì nó sẽ bằng vận tốc của cano trừ đi vận tốc của dòng nước nhé. Thì đối với bài toán như thế này thì luôn luôn có điều kiện là vận tốc của cano thì em phải luôn có là nó phải muốn đi ngược dòng được thì em phải có là vận tốc của cano á thì nó phải lớn hơn những vận tốc của dòng nước nhé. Thì nó mới đi ngược chiều được. Đó là cái điều kiện của bài toán đấy nha. Còn cái dạng mà cứ quãng đường với vận tốc thời gian thì ta nó có luôn luôn có là quãng đường thì bằng vận tốc nhân với thời gian nhé. Đấy. Thì đối với dạng này các em có thể có một cái phương pháp là các em có thể vẽ ra. Được chưa nào? Em chia ra từng cột xuôi dòng, ngược dòng đó, vận tốc quãng đường thì chúng ta sẽ xác định được. Cái bước này chúng ta sẽ làm ngoài nháp nhé. Thì thầy hướng dẫn các em chia cột này. Các em cứ chia thành là ba hàng bốn cột cho thầy. Được chưa nào? Đó, đây là quãng đường nha, đây là vận tốc nha, đây là thời gian. Đó, cứ chia vậy cho thầy. Còn ở đây là em sẽ chia cho thầy hai hàng là xuôi dòng và ngược dòng. Được chưa nào? Bước này chúng ta sẽ làm ngoài giấy nháp nhé các em. Rồi, đó thì chúng ta cứ xác định từng cái đại lượng và vận dụng vào công thức là vận tốc là bằng quãng đường là bằng vận tốc nhân với thời gian là các em sẽ xử lý được cái dạng bài toán như thế này. Rồi, chuyển động từ vị trí A đến B này. Thì giả sử nhé, đây quãng đường AB. Đấy, xuôi dòng từ A đến B nhé, thì dòng nước nó sẽ chạy từ A đến B đó. Rồi. Thì ta có là tốc độ dòng nước. Người ta hỏi cái gì chúng ta sẽ đặt cái đó là ẩn nha. Tốc độ dòng nước này, tính tốc độ dòng nước, biết tốc độ cano khi nước yên lặng. Đây chính là vận tốc thực của cano nhé. Là 27. Vậy thì chưa biết tốc độ của dòng nước thì ta cứ gọi tốc độ dòng nước là x. Em lưu ý nhá, thì ta có là ta phải có cái điều kiện. Điều kiện là x thì phải luôn lớn hơn không rồi. Và ta có là tốc độ của cano thì phải lớn hơn tốc độ của nước thì nó mới đi ngược chiều được. Thì ở đây ta có tốc độ của nước thì chính là bé hơn tốc độ của cano đấy. Vậy nó bé hơn 27. Đó, được chưa? Tốc độ cano ở đây tương ứng chính là tốc độ của cano khi nước yên lặng đấy nhá. Hay gọi là tốc độ thực của cano đấy. Vậy ta có quãng đường. Quãng đường AB là bằng 40 km này. Các em lưu ý các cái bước ở trên này là chúng ta sẽ làm ngoài nháp hết nhá. Rồi, ta có là quãng đường từ xuôi dòng này, từ A đến B thì ta có quãng đường nó sẽ bằng 40 km đúng không? Đơn vị chúng ta chuyển về km và giờ hết nhá. Còn vận tốc là tốc độ là km trên giờ đấy. Vậy thì xuôi dòng thì ta vận tốc nước lúc này nó vận tốc của cano khi đi xuôi dòng thì nó sẽ bằng vận tốc thực của cano cộng cho vận tốc của dòng nước này. Được chưa? Vậy thì ta có thời gian chính là bằng quãng đường chia cho vận tốc. Vậy ở đây ta có là bằng 40 chia cho 27 cộng cho x. Tương tự, em đi ngược dòng thì em đi từ B đến A thì cũng đi hết quãng đường AB. Vậy thì quãng đường của nó cũng chính là 40. Đó, em đi ngược dòng thì nó không hết 40 nhé. Vậy thì vận tốc ngược dòng thì bằng vận tốc của cano trừ vận tốc nước thì em lấy là 27 trừ cho x. Rồi vậy ta có thời gian ngược dòng thì bằng quãng đường đi ngược dòng chia cho vận tốc ngược dòng. Đấy, được chưa nào? Mà ta có cái câu mấu chốt của đề bài nó nằm ở đây là thời gian cả đi và về là 3 giờ. Đấy, được chưa? Rồi, vậy chúng ta sẽ trình bày. Chúng ta trình bày như nào đây? Chỗ này chúng ta ghi là vận tốc dòng nước thì ta ghi là vận tốc của cano khi xuôi dòng.
Có vận tốc cano khi xuôi dòng. Từ A đến B là 27 cộng x. Rồi, ta ghi thời gian xuôi dòng là thời gian cano đi xuôi dòng từ A đến B là 40 chia cho 27 cộng x. Đây là cái cách trình bày bài giảng luôn, bài giải luôn nha các em. Vậy mình có tương tự, thầy có, thầy sửa lại thôi. Từ đó ta có là vận tốc của cano khi ngược dòng từ B về A. Thì ta có ngược dòng thì bằng vận tốc thực của cano trừ cho vận tốc nước. Đó, vậy thì ta có là thời gian khi đi ngược dòng đó. Thì ta có thời gian đi ngược dòng rồi bằng quãng đường ngược dòng chia cho vận tốc ngược dòng. Đấy, thì ta có câu chốt ở đây là thời gian cả đi và về là 3 giờ nên ta có phương trình. Ta có phương trình là 40 phần 27 cộng x. Đây là thời gian đi nè. Cộng cho thời gian về là 40 phần 27 trừ x. Nó sẽ bằng 3 giờ. Thì nó quay về phương trình chứ ở mẫu. Thì ta thấy là theo cái điều kiện chúng ta đã có là x bé hơn 27. Vậy là 27 trừ x nó luôn lớn hơn 0 rồi này. Rồi 27 cộng x thì nó cũng luôn lớn hơn 0. Thì nó có điều kiện, thỏa mãn điều kiện xác định là cái mẫu khác không. Rồi chúng ta quy đồng thôi. Là 40, cái này thiếu một lượng là 27 trừ x, vậy ta nhân cả tử lần mẫu của phân thức thứ nhất cho 27 trừ x. Đó, còn cái này thì ta thấy nó thiếu một lượng là 27 cộng x thì ta nhân cả tử lần mẫu cho 27 cộng x. Rồi, cái này 3 thì chính là bằng 3 phần 1 thì ta nhân cho 27 trừ x nhân 27 cộng x nhé. Rồi, mẫu thì chúng ta nhân y chang. Đấy, vậy thì nó ra như thế này. Vậy đến cái bước của chúng ta là ở bước khử mẫu rồi đấy. Chúng ta bỏ hết các cái mẫu đi. Đây dấu cộng. Đây dấu bằng. Rồi, bây giờ chúng ta nhân vào là 40 nhân 27. 1008. 180 chứ. Trừ cho 40x này. Cộng cho 1080. Cộng 40x. Bằng. Chỗ này là bằng 3 nhân với. Chỗ này ta thấy là 27 trừ x nhân 27 cộng x thì nó chính là hằng đẳng thức. 27 bình trừ cho x bình thì chính là 729 trừ cho x bình. Rồi chúng ta rút gọn đi. Chỗ này còn lại 1080 nhân 2 này là 2160 bằng 3 nhân với 729 bằng 2187 trừ cho x bình. Vậy thầy chuyển x bình qua vế phải. Nó sẽ bằng 2187 trừ 2160 là bằng 27. X bình bằng 27 thì chúng ta đã học rồi đấy, vậy là lấy căn bậc 2 của x bình này bằng căn của 27. Đây là để chúng ta giải không bị sót đó nha các em. Mà ta có là căn bậc 2 của a bình phương. Đó. Thì nó sẽ bằng trị tuyệt đối của A nha. Đấy. Đây thầy giải đúng cái bản chất của nó nha. Chỗ này chính là trị tuyệt đối của x. Nó sẽ bằng là
căn của 27 à? Rồi xem lại cái số nó hơi xấu nhỉ. À, phải biết tại sao chỗ nào rồi, chỗ này là trừ cho 3x này, trừ 3x bình nhé. Vậy chỗ này là 3x bình bằng 27. Vậy ra x bình bằng 9 nha các em. Rồi, lấy căn bậc 2 ra thì ta có là căn bậc 2 của x bình này, đúng bản chất của nó như thế này. Bằng căn 9 là bằng 3. Vậy ta có là trị tuyệt đối của x sẽ bằng 3. Thì cái này chúng ta đã học là phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối rồi, thì nó ra được x bằng 3 hoặc là x bằng trừ 3 nhé. Thì cái này ghi là không thỏa mãn điều kiện. Còn cái nghiệm x bằng 3 thì ta ghi là thỏa điều kiện nhé. Rồi, thì ta kết luận vậy. Tốc độ của dòng nước là ba km trên giờ nha các em. Đấy, thì đối với cái dạng này các em muốn làm tốt thì các em cứ đưa về cái dạng cái bảng như thế này cho thầy. Đó là chúng ta sẽ phân tích được cái bài toán và chúng ta đưa nó về dạng phương trình chứa ẩn ở mẫu, từ đó chúng ta sẽ giải quyết được bài toán một cách dễ dàng. Video clip đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các em ở những cái tiết học tiếp theo. Nếu các em thấy thích hãy cho thầy một like cũng như hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video học toán cùng thầy Tín. Cũng như hãy nhấn nút chuông để không bỏ lỡ những video cập nhật mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các em. See ya.